chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn hình ảnh chợ Hoa Xuân, thành phố Châu Đốc. Hiện giờ mình đang qua phà qua thành phố Châu Đốc các bạn ơi. Lên phà mình rẽ phải vào trung tâm thành phố Châu Đốc. Bên phải các bạn là công viên nằm cạnh bờ sông. Đi thẳng tới là lối vào chợ Châu Đốc. Lúc này buổi sáng nắng rất đẹp. Mình mời các bạn cùng dạo một vòng quanh chợ Hoa thành phố Châu Đốc nha. Hiện nay những lô hoa kiển đang bày bán san sát hai bên đường. Rất nhiều loại hoa kiển bonsai hay là mai vàng mini này các bạn. Có em trai đang xem. Mai vàng ở đây rất nhiều. Đây là mai phôi. Đây là hoa hướng dương. Đây bán rất nhiều loại chậu rất đẹp. Đây hoa cúc. Con đường này hoa bày bán nhiều lắm các bạn ơi, rất là dài. Mình ước tính khoảng 600 m. Nơi đây là bán rất nhiều chậu mai cỡ lớn cho rất nhiều luôn các bạn ơi. Lúc này đã hơn 9 giờ, trên đường phố bắt đầu là có khách đi mua lựa những loại hoa kiển về chưng Tết. Có rất nhiều khách tham quan để xem giá cây hoặc là lựa chọn những cây mai ưng ý nhất về chưng Tết. Đây cây là linh sao đó các bạn. Thôi đi, ngồi chơi nhé. Ngồi chơi. Dạ. Cây tạo dáng rất đẹp. Quầy hàng này trưng rất nhiều cây bonsai. Đây những cây linh sam đó lớn. Cây linh sam này khi trưởng thành rồi sẽ cho hoa màu tím rất đẹp. Đây là chậu mai chiếu thủy dáng cụm rừng. Đây là cây mai chiếu thủy lá lớn, rất to, nhìn rất quái các bạn ơi. Đây là cây sari.
Đây những chậu mai vàng cho nụ rất sai các bạn ơi. Quá nhiều nụ luôn. Hôm nay là 26 Tết rồi. Tới 29 Tết là những chậu mai này nở rất đúng lúc, rất đẹp. Đây là cây mai tàn. Quá tàn quá to. Đây là những cái cây bay phôi này các bạn. Dáng quái rất đẹp. Bộ rễ rất đẹp luôn. Video mình đến đây xin kết thúc. Kính chúc tất cả các bạn gần xa một năm mới sức khỏe bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.